Vâng, Hoàng Zalo xin mến chào các bác nhá. Clip này thì em sẽ làm một cái clip để quay cái nội thất của đôi loa 63DX của Pioneer. Đôi loa này được mệnh danh là đôi loa mắt cáo to nhất của hãng Pioneer các bác nhá. Sở hữu là bát 40 này. Và ở đây là sẽ có là 1 loa, 2, 3, 4, 5, 6 loa tất cả. Và bây giờ chúng ta sẽ đi xem phần nội thất và phân tần driver xem là con này nó thêm mấy đường tiếng các bác nhá. Đây, loa mắt và võng mắt cáo giống như kiểu 77A889A đấy ạ. Size rất lớn các bác nhá. Bát 40 cùng đường kính với cả 99A nhưng mà về kích thước thì lại lớn hơn 99A rất là nhiều. Và đôi này thì giá thị trường thì nó cũng rẻ hơn so với rẻ hơn cả 77A các bác nhá. Đấy, bác nào mà thích trưng bày loa to, nhà rộng thì cần mắt cáo thì đây là đôi loa các bác có thể tham khảo thêm. Đây là cái phần sau của nó đây. Phần sau nó thì nó có những vi tinh chỉnh, nó cũng giống như chỉnh của 77A88A thôi. Chỉnh tép và chỉnh bát này, à chỉnh chung. Con này công suất mắc là 80W một thùng, trở kháng 8 ohm. Đấy, và đây là phân tần. Thì em tháo ra đã vệ sinh cho bác xịt RV7 và những chiếc áp này rồi nhá. Ngon lành hết rồi. Đấy, về nó bẩn. Đây là phân tần này. Và bây giờ chúng ta sẽ xem nó bao nhiêu đường tiếng nhá. Đây là lao này, là đường bát, là cho loa bát là một đường tiếng này. Đây là loa 2 này. Ở đây sẽ quay lại cho các bác nhìn nhá. Đây, 2 là tép này, một đường tiếng này, S2 này, mid này. Đấy, mid là chung này. Tóm lại là con này sẽ có 4 đường tiếng, 1, 2, 3, 4, 6 loa 4 đường tiếng các bác nhá. Đấy, còn S2 này nó là cái con dành cho con siêu tép đấy ạ. Còn con 2 này là dành cho cái tiếp còi và con mid là dành cho con 2 loa chung. Đây là phân tần nó đấy ạ. Phân tần của nó cũng khoảng được gần bằng tờ giấy A5. Và đây là phần nội thất. Các bác có thể nhìn đây, đây là cái mảng bông tiêu âm nhá. Đây. Đây các bác nhìn này. Đây là hai loa này là một đường tiếng này. Đây là gọi là hai loa siêu tép. Đấy. Đây là loa tép còi, tép kèn này. Đây là đôi này, con này là một đường tiếng này. Hai loa chung này đi là một đường tiếng này. Đấy, hai loa chung là một đường tiếng các bác nhá. Thì các bác nhìn đấu dây là các bác biết rồi. Đấy, đây anh thế này. Bát là riêng một đường tiếng. Đấy, bát các bác nhìn này, con này là sủ từ, là từ của nó là từ ferrit. Xương đúc nguyên khối và có chữ Pioneer dập nổi trên đây. Đấy, thùng vách còn đẹp nhá, nội thất nguyên bản. Đấy, tất cả đây có đều có logo của Pioneer hết nhá. Pioneer sắt xi rất là đẹp. Thùng vách đẹp các bác nhá. Đấy. Rồi, cảm ơn các bác nhá. Clip này thì em làm nhanh chóng thôi để em gửi các bác để các bác nhìn được cái nội thất bên trong của con 63DX. Cảm ơn các bác và Hoàng Gia xin chào và hẹn gặp con nhá. Mọi thông tin chi tiết thì các bác có thể liên hệ với Hoàng Gia luôn theo số điện thoại như trên tấm biển ạ. 0975884009 nhá. Dòng này thì các bác ghép với rất nhiều con ni được. Âm ni đài, xuất âm tụ, Pioneer hoặc là Sansui. Ví dụ em chơi con TVK1000 của TVK của Pioneer này, nhỏ thôi nhưng mà đánh rất là hay rồi các bác nhá. Vì bản thân con này thì nó cũng chỉ có 80W một thùng thôi, mà 80W là công suất mắc nên là nó cũng không ăn quá công suất nhiều như các bác nghĩ đâu. Nhiều bác nhìn đôi loa to sẽ nghĩ là công suất nó phải vài trăm watt, nhưng thực tế thì nó chỉ có 80W là công suất cực đại thôi. Nên là các bác có thể chơi tốt những dòng âm ni xuất âm tụ, chơi đôi này rất hay. Vâng, cảm ơn các bác và Hoàng Gia xin kính chào và hẹn gặp lại các bác ở trong các clip tiếp theo nhá.